Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình có một cái món đồ chơi dành cho trẻ em. Cái món này dành cho trẻ trên 3 tuổi. Cũng là khá thú vị. Cái món bơm bong bóng chạy xe hơi. Ở đây họ có ghi là chất liệu nhựa ABS không độc hại. Và ở phía sau cái hộp á, thì họ có lưu ý là không phù hợp cho trẻ dưới 3 tuổi. Đấy. Và khi chơi thì phải có sự giám sát của người lớn. Cho nên là cái món này mà các bậc phụ huynh sẽ chơi chung với bé. Đấy. Mình thấy cũng khá là vui, nhưng mà khi chơi cái món này á, thì có thể là mau chán. Cho nên là lâu lâu bạn phải lấy ra chơi. Và có thể mình sẽ sử dụng một cái công dụng khác. Một lát mình sẽ lấy ra và mình chia sẻ với mọi người từng món một. Đấy. Ở trong cái hộp thì có một cái tờ giấy hướng dẫn. Mời mọi người xem. Ở đây có một cái tờ giấy hướng dẫn. Ở đây có một cái lời cảm ơn. Mình sẽ để qua một bên. Thì cái món này mình đã chơi rồi. Đó. Mình đã chơi thử rồi. Cho nên mình lấy ra mình quay thôi. Nó có một cái hộp. Cái hộp này là để dành bơm bong bóng. Đó. Thì nếu mà không chơi cái trò này, mọi người có thấy phải lấy cái hộp này ra. Mỗi lần cần bơm bong bóng cho bé chơi thì lấy ra bơm cũng được, không cần thổi. Nó có một cái cây, cái hộp nhìn rất là dễ thương, dành cho con nít nè, màu vàng. Thì mình có ngửi thử cái mùi nhựa này thì nó không có mùi. Cái sản phẩm này không có pin, không có gì hết, chỉ có sử dụng cái tay thôi. Cái cây này mọi người sẽ gắn vào đây. Đây. Gắn vào và bơm giống như một cái bơm bình thường. Đó, mọi người nghe xịt xịt. Cái đây là một cái chiếc xe. Và khi mình để cái bong bóng vào đây, mình bơm thì nó sẽ chạy, có đơn giản rồi. Bây giờ mình sẽ làm thử cho mọi người xem nha. Đây này nha. Thường thì khi mua về á, mọi người sẽ khó nhét vào đây, không biết cách nhét. Thì thật ra là mở lên đây, nhét cái bong bóng vào cái cây này. Cái ống này đấy, mới nhét ngược lại, mới đẩy cái này mới nhét ngược lại lên đây, rồi mình sẽ đẩy lại, tức là cái bong bóng nó dính vào đây luôn, nó dính vào đây luôn. Mình sẽ để nó qua một bên đi. Ở đây nó có một cái khe cho mọi người nhét vào đây, thì hai cái gờ nó sẽ giữ lại. Đó. Rồi, nó sẽ giữ lại cứng như thế này. Và mình bơm thôi. Mình bơm nhẹ nhàng. Đừng có bơm nắp như thế này, nó lâu quá. Bơm cái nào ra cái đó thì cả bong bóng nó sẽ nhanh lên. Cho bé làm bé sẽ rất là thích. Và trong khi làm thì mọi người sẽ giải thích, dạy cho bé tại sao cái bong bóng nó to lên như thế này. Đó. Và mình bấm ở đây thì cái bong bóng nó sẽ thoát hơi ra và chiếc xe nó sẽ chạy. Hơi đơn giản như vậy thôi. Đó. Thì những cái trò chơi như thế này nó mình chơi á, mà để cho nó chơi đơn giản thì chỉ vài lần là bé nó sẽ chán thôi. Cho nên là mình phải vừa chơi vừa giải thích và vừa có tạo một cái thú vị cho bé. Mà lâu lâu mình hãy lấy ra chơi. Ngoài cái đó ra thì nó có một cái thanh để cho mọi người bơm bong bóng riêng. Những cái ống nhựa nè, bơm bong bóng riêng. Thì đó.
ở trong trò chơi á thì cái này mọi người có thể để lên cao một chút, buông ra thì cái bong bóng nó sẽ bay. Đó, nó sẽ bay như vậy. Bay trên cao thì mình mở cái bong bóng lớn thì nó bay rất là, nó bay vòng vòng vòng. Nhưng mà chú ý là đừng để, đừng cho bé đứng gần nhiều khi cái này nó đập vào. Và cái cây này thì mình có thể sau này mình mỗi lần mà mình có mua bong bóng cho bé chơi thì mình sử dụng, mình bơm bong bóng. Đó, mình sử dụng, mình bơm bong bóng rồi mình để cái bong bóng ra thôi, khỏi mất công thổi. Đó, bơm bong bóng như thế này. Đó. Rồi, mình lấy ra ở dưới này. Rồi mình chơi gì mình chơi. Cái sản phẩm này có bán ở trên Shopee và Lazada với cái giá không mắc lắm, chưa tới 150 ngàn, nhưng mà mình thấy cái chất liệu nhựa của nó khá là ok. Dĩ nhiên là cũng như nhà sản xuất thì người ta cảnh báo là phải chơi cùng với bé, tại vì sợ bé ngậm những cái này hoặc là có những cái dụng cụ nhỏ nhỏ như bong bóng thì bé sẽ nuốt. Đó, cho nên là cái món này không có thích hợp với những cái bé dưới 3 tuổi và chơi một mình. Đó, cũng khá thú vị, với mình rất là thích. Nhưng mà mình nghĩ là bé sẽ chơi thường xuyên mỗi ngày thì em ra chơi thì sẽ rất là mau chán. Rồi bây giờ thì mình dừng cái video tại đây. Hy vọng là sau cái video này mọi người thấy cái món này ở trên Lazada mà muốn mua thì sẽ thấy được cái hoạt động của nó và xem mà nó có phù hợp với bé nhà mình hay không. Rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem nha. Hẹn gặp lại ở cái sản phẩm tiếp theo.